Quý vị đang theo dõi bản tin 12:30 của Vietnam Top News. Tôi là Giang Thái, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với tin tức nóng cập nhật tình hình lũ lụt miền Trung, bão số 9 có khả năng đổ bộ và những thông tin mới nhất trên thế giới. Bão số 8 suy yếu, miền Trung lại lo vì bão số 9 mạnh dần. Quân đội huy động hơn 250.000 người, gần 2.500 phương tiện ứng phó bão kép. Hà Nội, Mỹ dùng chuyên cơ dẫn độ hai kẻ trốn truy nã. Trung Quốc, bùng phát ổ dịch Covid-19 lớn, không có triệu chứng. Azerbaijan và Armenia đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, áp dụng từ 26 tháng 10. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin trong nước. Lúc 1 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Molep ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 100-135 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở cách đảo sông Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115-135 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, toàn bộ thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 115-150 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Hiện nay, việc tiếp cận những địa bàn còn bị chia cắt, cô lập để cứu trợ người dân gặp nhiều khó khăn, phải tạm thời dừng lại do ảnh hưởng của bão. Tỉnh Quảng Trị chủ động các phương án di dời dân vùng xung yếu trước khi bão đổ bộ vào đất liền và mưa to trở lại. Đợt mưa lũ vừa qua khiến giao thông vào hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa gián đoạn hoàn toàn do đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng. Gần 3.400 người, phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều bị cô lập. 3 ngày qua, đường vào hai xã này đã được khắc phục và thông xe tạm thời. Xe ô tô bán tải có thể đi vào được xã Hướng Lập để vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Tuy nhiên, sáng 25 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 8, hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở hai xã này đã có mưa to gây khó khăn, nguy hiểm cho các đoàn vào cứu trợ. Tại huyện Hướng Hóa, đường vào các xã Hướng Sơn, xã Húc, Ba Tần, Hướng Linh, Hướng Lộc bị sạt lở, nên phương tiện cơ giới không vào được trung tâm xã. Tỉnh Quảng Trị vừa trải qua cơn lũ lịch sử, hiện lại tiếp tục căng mình chống áp thấp nhiệt đới với dự báo gây mưa to. Tỉnh dự kiến sẽ sơ tán hơn 6.300 hộ với gần 18.000 người dân tại các khu vực nguy hiểm, vùng ven biển đến nơi an toàn. Trong đó, sẽ di dời khoảng 500 hộ với 2.200 người tại khu vực miền núi dễ xảy ra sạt lở, lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 mới suy yếu, bão số 9 đang trên đường tiến vào Biển Đông. Quân đội huy động 41.639 bộ đội, 214.800 dân quân tự vệ và 2.478 phương tiện các loại để kịp thời ứng phó, cứu trợ người dân trong tình huống bão kép. Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, Quân khu 5 đã điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhân dân 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tìm kiếm người mất tích, vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hiện lực lượng bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản phối hợp với chính quyền các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu với 289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các đơn vị tiếp tục vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và lương khô, hỗ trợ giúp các địa phương ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả. Cụ thể, Quảng Bình, 1.480 thùng mì tôm, 103 thùng sữa, 31 thùng lương khô, 116 thùng nước, 50 thùng quần áo, 400 suất quà. Thừa Thiên Huế, 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 10 máy bơm công suất lớn, 1.000 áo phao cứu sinh, 10,5 tấn lương khô. Tỉnh Quảng Nam, 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 3 máy bơm công suất lớn, 1.000 áo phao cứu sinh, 10 tấn lương khô.
Thưa quý vị, cảnh sát Mỹ điều chuyên cơ sang sân bay Nội Bài tiếp nhận hai tội phạm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. Hai đối tượng này là Wade Asler, 46 tuổi, bị truy nã về tội quấy rối và xâm hại trẻ vị thành niên, và Hamed Andrew, 31 tuổi, bị truy nã về tội sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu chất bột cấm, giao cảnh sát Mỹ để dẫn độ về nước, xử lý theo quy định. Ngày 25 tháng 10, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, để đảm bảo an toàn và phòng tránh Covid-19, cảnh sát Mỹ đã điều chuyên cơ sang Việt Nam để vận chuyển. Trước đó, Mỹ thông báo cho cảnh sát Việt Nam về hai tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 phối hợp với các đơn vị chức năng ra soát và đã xác định Wade Asler đang ở thành phố Hồ Chí Minh và Hamed Andrew có mặt tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo tướng Xô, phía Mỹ cảm ơn và đánh giá trình độ, nghiệp vụ của cảnh sát Việt Nam trong việc phối hợp truy bắt, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm. Hôm ngày 25 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Phạm Thị Phương, sinh năm 1989, trú ở Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, có nhiều công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép trở về. Qua một thời gian điều tra, từ đầu tháng 10 năm 2020, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Ái Điểm, Trung Quốc, Phòng An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Lý Văn Trung, sinh năm 1991, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, về hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Trung Quốc trái phép. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lý Văn Trung khai nhận đã cùng Phạm Thị Phương, sinh năm 1989, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, móc nối, liên kết với nhau để đưa 42 người đều trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trốn sang Trung Quốc trái phép. Các đối tượng khai nhận mỗi người dân phải đưa 7 triệu đồng cho chúng để sang Trung Quốc bằng đường rừng. Hiện, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung điều tra, xác minh mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin trên thế giới. Gần 9.000 người ở Philippines đã phải sơ tán đến nơi an toàn khi bão Molep, tên quốc tế của bão số 9, đổ bộ và gây mưa to gió lớn tại các tỉnh phía nam đảo chính Luzon tối 25 tháng 10. Hiện chưa có báo cáo thương vong do cơn bão này. Với sức gió 130 km/h, bão Molep đã mạnh lên thành bão nhiệt đới khi di chuyển về phía tây và đổ bộ vào đảo San Miguel tại tỉnh Albay. Cơ quan giám sát thiên tai cho biết đã nhận được nhiều báo cáo thiệt hại về cầu và đường xá, một số vụ lở đất và ngập úng tại một số vùng. Các tàu thuyền tại những vùng biển nguy hiểm cũng phải tạm ngừng hoạt động. Theo cơ quan trên, gần 600 người đã mắc kẹt tại nhiều cảng biển do gió mạnh. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo sóng cao 2 mét ở những vùng ven biển tại tỉnh miền Nam Sama, vùng Bicol cùng các khu vực Trung và Nam tỉnh Quezon. Cơ quan này cũng cảnh báo lốc xoáy xảy ra tại một vài tỉnh ở các vùng miền Trung Philippines, vùng đô thị Manila và các tỉnh vùng Trung Luzon. Bão Molep hình thành sau cơn bão Sao Dê cũng gây ra lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila vào tuần trước, sau khi đổ bộ vào Philippines. Dự báo, bão Molep sẽ tiếp tục mạnh lên trên biển Đông. Giới chức y tế Tân Cương, Trung Quốc, ngày 25 tháng 10, thông báo phát hiện 137 ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Kasgar, tất cả đều không có triệu chứng. Được biết, các trường hợp lây nhiễm này đều liên quan đến nữ bệnh nhân 17 tuổi nhiễm bệnh vào ngày hôm qua tại huyện Sơ Phụ. Đây là ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc sau đợt bùng phát lây nhiễm COVID-19 ở chợ đầu mối thuộc thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6. Ca bệnh F0 17 tuổi được phát hiện nhờ cơ chế kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bệnh nhân làm việc tại một nhà máy khác sản xuất quần áo và trở về nhà mỗi 2 tuần. Các trường hợp nhiễm mới còn có mối liên hệ với một nhà máy ở ngôi làng lân cận, nơi cha mẹ cô gái này làm việc. Chính quyền thành phố Kasgar đã khởi động chương trình xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng truy vết dịch tễ. 832 công nhân khác tại nhà máy cô gái làm việc đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Cha mẹ và anh trai nữ bệnh nhân cũng âm tính. Tổng cộng, 4,75 triệu người sẽ được xét nghiệm và 2,8 triệu mẫu đã được thu thập tính đến chiều nay. Chính quyền cho hay đã nhận kết quả của 334.800 ca và không phát hiện trường hợp nào khác ngoài các ca có liên quan tới nhà máy kể trên. Cách đây vài giờ, Mỹ và chính quyền Azerbaijan và Armenia cùng thông báo một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới giữa hai bên sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo dễ dàng đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh.
Các buổi họp này có sự tham gia đồng chủ trì của nhóm OSCE Minsk, nhóm trung gian hòa giải xung đột và các nước Pháp, Nga, Mỹ nhằm thảo luận để hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn và các yếu tố cốt lõi của một giải pháp toàn diện. Trước thời điểm thông báo trên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán về Nagorno-Karabakh với sự tham gia của phía Mỹ đã tiến triển rất tốt. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có các buổi họp riêng với Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan. Các cuộc họp này có sự tham gia đồng chủ trì của nhóm OSCE Minsk, nhóm trung gian hòa giải xung đột và các nước Pháp, Nga, Mỹ nhằm thảo luận để hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn và các yếu tố cốt lõi của một giải pháp toàn diện. Tuy nhiên, những giao tranh vừa mới xảy ra ngày 25 tháng 10 và sự đổ vỡ của hai thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Nga làm trung gian đặt ra câu hỏi về triển vọng của thỏa thuận ngừng bắn mới này. Cựu Tổng thống Obama cho biết ông Trump không xứng đáng tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai nếu không thể cho biết ông sẽ làm gì cho nước Mỹ. Ông Obama cũng chế giễu ông Donald Trump vì đã trốn tránh buổi phỏng vấn 60 phút và cho rằng đây là một thất bại của ông Trump khi không thể giải thích những gì ông sẽ làm trong nhiệm kỳ tới. Sự việc xảy ra sau khi ông Trump đột ngột chấm dứt một buổi phỏng vấn với nhà báo kỳ cựu Leslie Stubbs hôm 20 tháng 10. Ông cáo buộc bà là người thiên vị, thù hằn và thô lỗ. Tổng thống Mỹ ngay sau đó đã tiết lộ một đoạn ghi âm của Nhà Trắng về buổi phỏng vấn mà bà Stubbs đã hỏi liệu ông Trump đã được chuẩn bị cho những câu hỏi khó chưa. Còn ông Trump thì trả lời, tôi không trông chờ vào điều đó, tôi hướng đến sự công bằng. Phát biểu giữa đám đông những người ủng hộ tại thành phố Miami, bang Florida, nơi có số lượng cao cử tri Latin và người da màu, ông Obama đã đưa ra một bài diễn văn mạnh mẽ, mô tả ông Trump là một sự yếu đuối, người theo thuyết âm mưu và là sự xấu hổ đối với nước Mỹ. Ông cũng kêu gọi người dân ủng hộ ông Joe Biden, phó tổng thống của mình trong suốt 8 năm, để nỗ lực phục hồi trạng thái bình thường cho nước Mỹ. Ông cho rằng ông Joe Biden mới thực sự là người cứng rắn, trong khi ông Trump chỉ tỏ ra cứng rắn. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 6 giờ, 12:30 và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều năng lượng. Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.